quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tiêm liều 2 vaccine COVID-19 từ tháng 12 cho phép tiêm trộn. Hòa Bình thu hút đầu tư trong trạng thái bình thường mới. Khánh Hòa thiệt hại nhiều nơi do mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới công tác tiêm vaccine, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Văn bản nêu rõ liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho các đối tượng sau. Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền. Người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế. Người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Loại vaccine tiêm nhắc lại sẽ cùng loại với các mũi tiêm cơ bản hoặc vaccine mRNA. Về khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai tiêm bổ sung nhắc lại từ tháng 12 năm 2021, căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine. Cũng theo văn bản của Bộ Y tế, tiêm bổ sung liều 3 và tiêm nhắc lại sẽ căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine. Các chuyên gia nhận định việc triển khai tiêm cần sự cân bằng, tránh tình trạng nơi được tiêm 3 mũi, nơi chưa được tiêm, sử dụng vaccine đúng loại, đúng thời gian để đạt được hiệu quả an toàn. Trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng vaccine ngừa COVID-19, có giai đoạn Bộ Y tế phê duyệt tiêm khác loại vaccine. Đơn cử người tiêm vaccine AstraZeneca mũi 1 thì mũi 2 có thể tiêm vaccine Pfizer. Mục tiêu nhằm nhanh chóng tạo hệ miễn dịch cộng đồng trong bối cảnh nguồn vaccine khan hiếm, dịch bệnh căng thẳng. Tại thời điểm này, để tiêm mũi 3 an toàn, tránh những biến chứng xảy ra, các chuyên gia cho rằng trên lý luận khoa học chặt chẽ, muốn biết loại mũi tiêm tăng cường nào là phù hợp thì phải dựa trên nghiên cứu thực nghiệm. Nói như thế có nghĩa rằng là không phải là mình cứ tiêm mũi 1 là Astra, mũi 2 là Pfizer, rồi thì mũi 3 lại là Pfizer thì là tốt nhất. Mà lúc đấy chúng ta sẽ căn cứ theo cái chủng loại vaccine. Ví dụ như trong trường hợp này, chúng tôi thấy rằng là không phải là cứ một cái loại vaccine là được khuyến cáo cho tất cả các trường hợp. Mà đôi khi chúng ta sẽ khuyến cáo cái loại vaccine mà bù đắp lại được những cái nó còn chưa phải là tối ưu cho những cái loại, cho những cái cách phối hợp trước đây. Các chuyên gia cũng cho rằng, để thực hiện tiêm mũi 3, cần đảm bảo công bằng, tránh tình trạng người dân nơi này chưa được tiêm, người dân nơi khác lại được tiêm 3 mũi. Các thành phố như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì được tiêm hầu hết đã 2 mũi ở những người từ 18 tuổi trở lên. Còn mà những cái người mà vùng quê, vùng nhiều tỉnh miền Trung thì cũng vẫn chưa được tiêm. Thì nếu mà chúng ta tiêm mũi thứ 3 cho những cái người mà đã tiêm 2 mũi rồi thì lại mất sự công bằng đối với những cái người chưa được tiêm. Việc tiêm vaccine mũi 3 cũng ưu tiên tiêm trước cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, lực lượng tuyến đầu như y bác sĩ phòng chống dịch. Liên tục trong những ngày gần đây, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận hơn 100 trường hợp có phản ứng sau tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Hà Trung thông tin, sau khi triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi, ngành y tế ghi nhận hơn 60 trường hợp có phản ứng sau tiêm, trong đó có 2 trường hợp diễn biến nặng. Ngành y tế đã triển khai nhanh phác đồ điều trị sau tiêm, tới nay sức khỏe các cháu học sinh đã ổn định. Đối với gần 90 trường hợp bị phản ứng sau tiêm vaccine tại huyện Hoàng Hóa, tới trưa ngày 2 tháng 12, các trường hợp này đã được xuất viện. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tiêm kể từ ngày 30 tháng 11, ghi nhận 17 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Vaccine tiêm cho trẻ đợt này là Pfizer số 124001. Hiện ngành y tế tỉnh đã tạm dừng lô vaccine này. Trong khi đó, tại Mỹ, hãng dược phẩm Moderna tuyên bố sẽ đệ đơn lên cơ quan quản lý dược phẩm Mỹ FDA xin cấp phép loại vaccine tăng cường khả năng ngừa biến thể Omicron vào tháng 3 năm sau. Đại diện Moderna cho biết việc tiêm mũi vaccine tăng cường có mang các gen tấn công được các đột biến có trong biến thể Omicron là cách nhanh nhất giải quyết được vấn đề. Hiện Moderna đã bắt tay vào dự án nghiên cứu, đồng thời cũng nghiên cứu cả loại vaccine có thể phòng được tới 4 biến thể của virus SARS-CoV-2, bao gồm cả Omicron. Điều trị F0 không triệu chứng tại nhà được xem là giải pháp tạo thuận lợi cho người dân và giảm áp lực cho các cơ sở điều trị, thích ứng linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Đây là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê thực hiện việc cách ly điều trị tại nhà. Dạ, tôi được điều trị ở nhà nên là được các ban ngành bên y tế và địa phương và gia đình tạo điều kiện, tinh thần rất thoải mái và điều trị nói chung là COVID nên không có triệu chứng gì cả. Còn đây là bệnh nhân COVID-19 ở xã Hương Bình đang thực hiện việc cách ly điều trị tại nhà. Được sự hướng dẫn của cán bộ y tế, chị đã thực hiện tốt quy trình tự theo dõi sức khỏe hàng ngày như đo thân nhiệt, xem xét các triệu chứng và được phát các loại thuốc điều trị và nước sát khuẩn. Cùng với hướng dẫn bệnh nhân chăm sóc điều trị, cán bộ y tế xã đã tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch. Đối với cán bộ y tế địa phương của chúng tôi là sẽ cố gắng hết sức mình tuyên truyền người dân, rồi tuyên truyền người bị bệnh là thực hiện tốt là công tác là điều trị và là người dân thì thực hiện tốt cái công tác là phòng chống dịch. Hương Khê là một trong những địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh thực hiện thí điểm điều trị F0 tại nhà. Những người nhiễm COVID-19 khi cách ly tại nhà phải đảm bảo các điều kiện, không có triệu chứng, không có bệnh nền, không mang thai và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng dịch hoặc tiêm 1 mũi từ đủ 14 ngày trở lên. Huyện đã thành lập trạm y tế lưu động với 5 cán bộ y tế có chức năng hướng dẫn, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc các trường hợp F0 tại nhà. Cùng với Hương Khê, hiện nay một số địa phương như Thạch Hà, Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh cũng đang thực hiện thí điểm cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 11 năm nay, các khoản thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đều hoàn thành và vượt sớm so với dự toán được giao. Đến nay, thu ngân sách năm 2021 ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, đạt gần 124% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa 13.000 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 3.500 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm. Trong đó, thu ngân sách tháng 11 ước đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành thuế và hải quan đã nắm bắt và giải quyết kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp, chủ động cập nhật các văn bản, chế độ chính sách mới để cộng đồng doanh nghiệp biết thực hiện, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giúp cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tốt hơn, đồng thời tăng cường xử lý nợ đọng, hạn chế phát sinh, cải tiến phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát công việc trên tất cả các lĩnh vực, giúp giảm thời gian, chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng lớn từ những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, song công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Số dự án và số vốn đăng ký trong năm 2021 tăng hơn so với mọi năm. Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Hòa Bình là điểm đến của các nhà đầu tư. Đây là một trong những buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố Hòa Bình với nhân dân trên địa bàn. Nhiều ý kiến đã quan tâm đến công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư như giá đất thu hồi theo quy định và giá đất ngoài thị trường còn có sự chênh lệch. Người dân mong muốn doanh nghiệp có dự án đầu tư hỗ trợ thêm cho người dân để ổn định cuộc sống sau khi bị thu hồi đất. Việc đền bù thu hồi đất phải tiến hành công khai, minh bạch. Trên cơ sở các ý kiến của người dân, lãnh đạo thành phố Hòa Bình đã giải trình, làm rõ những thắc mắc của người dân, cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân. Thông qua cái việc đối thoại giữa lãnh đạo người đứng đầu cấp ủy chính quyền và lãnh đạo thành phố với người dân ấy thì nhiều những nội dung người dân có thể hiểu sâu hơn qua cái việc trao đổi đối thoại, quy định của nhà nước rõ ràng thế và dân chủ thì mọi người dân chấp hành tốt hơn. Tỉnh Hòa Bình đã thành lập các tổ công tác của tỉnh hỗ trợ các dự án trọng điểm, giao việc cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khắc phục sự chậm trễ trong cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. 10 tháng năm 2021, tỉnh Hòa Bình đã quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn 2.680 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 630 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Chúng tôi đã xây dựng
một cái quy chế về giải phóng mặt bằng, giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyền cấp huyện là dù bất cứ một dự án nào triển khai qua mình thì cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là phải thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, có phối hợp của doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã xây dựng cái bộ quy tắc để đánh giá chất lượng của các sở ban ngành và của các cấp huyện. Cái thứ ba là chúng tôi có ban hành chỉ thị yêu cầu các cái cơ quan hành chính là phải cắt giảm tối thiểu 30% cái thời gian làm thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 có thêm 2.500 doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới, có khoảng 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng gấp đôi so với năm 2020. Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Hòa Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có một môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch, ổn định và phát triển bền vững. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An vẫn tăng trưởng khá. Sự ước đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, vượt so với mục tiêu đề ra và tăng gần 60% so với cùng kỳ. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Nghệ An vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao, đặc biệt là sản phẩm gạo. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 7 thương nhân được Bộ Công Thương cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. 11 tháng năm 2021, dù dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại các nước Đông Nam Á nên sức mua giảm, nhưng các doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 10.000 tấn trị giá khoảng 6,6 triệu đô la Mỹ sang gần 30 quốc gia. Để phát huy cái tiềm năng này thì đối với tỉnh Nghệ An thì cũng đang tiến tới quy hoạch để tham gia vào thị trường xuất khẩu gạo. Thứ nhất là phải quy hoạch được cái vùng sản xuất ổn định. Thứ hai nữa là phải đổi mới phương thức sản xuất, đưa khoa học kỹ thuật vào và mới đáp ứng được cái tiêu chuẩn. Thứ ba tạo dựng các cái chuỗi liên kết giữa nhà xuất khẩu, nhà đầu tư với người nông dân. Và thứ tư là nhà nước đồng hành để hỗ trợ. Với số lượng doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh tương đối lớn so với các tỉnh trong khu vực, trong đó có doanh nghiệp thuộc top những doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn của cả nước. Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo theo hướng xuất khẩu, tập trung cung ứng khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của các thị trường khó tính, đưa gạo Nghệ An ra thị trường thế giới. Sau khi mưa tạnh, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng tiến hành xử lý các điểm sạt lở. Đến cuối ngày 2 tháng 11 đã cơ bản nối lại giao thông lên các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Mưa lũ và sạt lở đất những ngày qua đã tiếp tục để lại nỗi ám ảnh cho người dân vùng cao, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Dù không có thiệt hại về người và mưa đã tạnh, nhưng nguy cơ sạt lở đất vẫn còn tiềm ẩn do đất bị ngậm nước lâu. Hàng chục điểm sạt lở trên tuyến giao thông chính hiện đã được khắc phục. Còn 3 điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông và quốc lộ 40B thuộc địa phận huyện Nam Trà My đã được thông xe bước 1. Các hồ thủy điện ở tỉnh Quảng Nam hiện đang ở trong trạng thái duy trì mực nước hồ và vận hành tích nước cuối mùa lũ, nên ở khu vực hạ lưu, mực nước ở các sông đang rút. Giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa trong tỉnh đã hoạt động trở lại, riêng tuyến Hội An - Cù Lao Chàm vẫn ngưng hoạt động. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn liên tiếp những ngày qua đã gây sạt lở, ngập lụt, gây thiệt hại ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua thống kê ước tính có gần 8.300 hộ với 35.000 người dân ở các xã này bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Ở các địa phương khác, huyện Tiên Khánh ngập lụt các điểm dân cư, những vị trí vùng trũng dọc sông cái các xã như Tiên Đồng, Tiên Thọ, Tiên Lâm ngập khu vực đồng ruộng, nước chảy xiết chia cắt tại hầu hết các điểm cầu tràn. Đối với các công trình, mưa lớn gây sạt lở một số đoạn thuộc bờ đê sông Gốc, sông Đồng Điền. Thuộc huyện Vạn Ninh, nhiều tuyến kênh bị ngập sâu trong nước, chưa xác định được thiệt hại. Riêng các công trình giao thông bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt và sạt lở gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường ở Nha Trang, Ninh Hòa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, với hàng nghìn khối đất đá sạt lở tràn ra mặt đường.
Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn, gây lũ, ngập lụt, gây thiệt hại ở nhiều địa bàn. Hiện chính quyền các địa phương đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân. Mưa lũ đã khiến đường dẫn đầu phía nam cầu Thống Nhất bắc qua sông Krông Pách, đoạn qua thôn 2A, xã Eao, huyện Eak bị sụp đổ hoàn toàn, gây chia cắt giao thông. Các phương tiện qua lại phải đi đường tránh, xa hơn khoảng 25 km. Ảnh hưởng không nhỏ lưu thông, giao thương và đời sống người dân. Giờ là có như trong này là dịch tịch rồi, mùa này là mùa thu trái cây mà có như mưa cầu ngập, trôi cầu rồi là có như dân nhiều khó khăn. Theo thống kê, hàng trăm hecta hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Nhiều công trình giao thông, cầu ngầm, tràn ở các huyện Madrak, Krông Bông, Krông Năng bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Riêng huyện Madrak, mưa lũ khiến một người chết, một người mất tích. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích. Các địa phương khi mà thiên tai xảy ra thì các địa phương sẽ trích hỗ trợ bằng ngân sách dự phòng từ xã đến huyện đến tỉnh. Thì nếu mà các xã để các huyện tập hợp mà vượt cái nhu cầu hỗ trợ thì sẽ báo cáo đến tỉnh. Và tỉnh thì chúng tôi sẽ cơ quan thường trực sẽ báo cáo ủy ban tỉnh để hỗ trợ cho các địa phương. Hiện mưa đã giảm, nước lũ bắt đầu rút, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Dự báo thời tiết còn diễn biến khó lường, địa phương và người dân tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, mới đây cơ quan an ninh điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam 3 người là lãnh đạo cán bộ thuộc Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tổ công tác của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành dẫn giải ông Nguyễn Đức Tuấn trước thời điểm bị bắt là phó trưởng công an huyện ra khỏi trụ sở cơ quan. Cùng thời điểm này cũng đã áp dụng giải bà Phạm Thị Hiền trước thời điểm bị bắt giữ là phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và một kiểm sát viên là Nguyễn Hoàng Hà ra khỏi trụ sở. Ba người này đều có liên quan đến vụ án đàn em của Đường Nhuệ chém người gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố. Lực lượng công an tỉnh Sơn La kết hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Pùa Lao Tủa, 40 tuổi, trú tại bản Căng Tị, xã Chiêng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Theo hồ sơ, vào tháng 8 năm 2004, sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán trái phép 20 bánh heroin tại địa bàn bản Thái Hưng, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu bị lực lượng chức năng bắt giữ, Tủa bỏ trốn khỏi địa phương, trốn sang Lào sinh sống. Sau một thời gian dài nắm tình hình, đến ngày 26 tháng 11 năm 2021, có thông tin đối tượng xuất hiện trên địa bàn bản Căng Tị, xã Chiêng Khừa, Công an tỉnh Sơn La đã lên phương án đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng. Quá trình bắt giữ, đối tượng đã dùng dao gậy chống trả lực lượng chức năng và không ngừng hô hào người thân tới cứu giúp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Tủa sau 16 năm lẩn trốn. Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt 3 đối tượng, thu giữ 11 kg tinh ma túy tổng hợp dạng đá. Vào đêm ngày 1 tháng 12, tại km 20+293 quốc lộ 9 thuộc thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 đối tượng là Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm, cùng chú tại thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là 11 kg chất tinh thể rắn màu trắng. Bước đầu các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá. Mở rộng điều tra tiếp tục bắt giữ Đoàn Chân, chú tại thị trấn Khe Xanh, là đối tượng vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Xanh để giao ma túy cho 2 đối tượng Đức và Tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.